vị và các bạn đang xem tin thế giới của báo điện tử Vietnamnet. Tin thế giới hôm nay có nội dung chính như sau. Tổng thống Putin khẳng định Nga và Trung Quốc không thiết lập liên minh quân sự và không tạo ra sự đe dọa với bất kỳ quốc gia nào. Theo Reuters, trong ngày 26 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga và Trung Quốc đang hợp tác trong lĩnh vực quân sự và kỹ thuật nhưng không tạo ra một liên minh nào. Đúng là chúng tôi hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự. Mọi thứ đều minh bạch và không có gì phải che giấu. Nhưng Nga và Trung Quốc không tạo ra bất kỳ liên minh quân sự nào, ông nói trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình quốc gia Nga. Cũng trong cuộc phỏng vấn, chủ nhân điện Kremlin khẳng định quan hệ hợp tác giữa Moscow và Bắc Kinh không tạo ra mối đe dọa nào với các quốc gia phương Tây. Theo ông Putin, các nước phương Tây đang cố gắng thiết lập thêm nhiều liên minh toàn cầu. Tổng thống Nga cũng cáo buộc Mỹ và NATO đang cố gắng xây dựng một trụ mới. Bình luận của Tổng thống Putin được đưa ra sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm 3 ngày tới Moscow.